chào mừng cả nhà đã trở lại kênh hai vợ chồng mình. Mệt quá cả nhà ơi, hiện tại là hai vợ chồng mình đang đứng ở ngoài vườn dừa của cha mình nha. Và hôm nay hai vợ chồng mình quyết định là sẽ làm một cái video gọi là mạo hiểm cho cả nhà xem nha cả nhà. Chưa bao giờ hai vợ chồng làm clip mạo hiểm cả, hôm nay là quyết định là làm một clip thật là mạo hiểm luôn. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ đi bắt tổ ong nha cả nhà. Tèn, đây là vũ khí của mình. Đây là vũ khí của anh Kha nè. Một bộ áo mưa. Một bộ đồ áo mưa. Một cái nón full face. Chùm bít cái đầu lại. Chùm cái đầu lại, mình sẽ đi bắt một cái ổ ong, mà ổ ong ở dưới anh mang đôi ủng nữa cả nhà. Mà mang đôi ủng, ừ hồi mặc cái quần áo mưa vô nó dài ra mà phải không? Bít lại. Ở trong cái cây dừa, một cây dừa nó đã chết và nó có một cái lỗ. Cái ong á, ong này là ong gì anh? Ong mật. Ong mật. Ông mật nó chung cho tổng nó làm tổ nha cả nhà. Mà đợt trước, mình về mình đã thấy và hôm nay mình về mình thăm thử thì nó vẫn còn, cho nên là quyết định là sẽ làm clip mạo hiểm cho cả nhà xem. Và hai vợ chồng mình sẽ đi bắt cái ổ ong đó cả nhà ơi. Không biết là hôm đây không biết là tình hình sao nữa. Không mà... không sao, anh có đồ bảo hộ rồi, không sao đâu. Nhưng mà bây giờ mình sẽ trang bị cho anh Khoa nha, còn mình hả? Mình đứng thì mình cầm máy quay 80 thước. Có gì thì mình chạy cho nó nhanh. Còn ảnh thì ảnh đã được bảo hộ rồi. Mình thì chỉ ghi một cái khẩu trang thôi và một cái áo khoác tay dài. Còn bây giờ thì anh sẽ mặc đồ vô đi. Ra đây em cầm cái nón này cho. Đây nón full bít đầu bít mặt luôn. Không biết ổn không đi nữa. Chắc em cứ yên tâm. Cái gì vậy? Vì thùng găng tay. Bao tay rồi, lấy bao tay rồi nữa cả nhà. Đầy đủ vũ khí. Vô mặc vô, mặc vô. Áo vô, đội nón cho. Chưa, từ từ để trang bị cho bít đầu bít lại mới được. Mình là mình rất là sợ luôn. Tại đó giờ mình chưa bao giờ bắt cái ổ này. Bình thường ổ trên cây thì bắt ở nhiều ngoài rồi. Không mà cái gì nó bay nó tủa ra. Em thấy không, không em sợ quá à. Không sao đâu. Bây giờ mình ung khói. Chùm bít biết nó nằm ở chỗ nào để mà mình phải... bữa anh có thấy nằm ở trong cái mộng đó đó. Nhưng mà mình có cần phải bữa ra không? Để một hồi mình sẽ quay cho cả nhà xem. Anh có đem dao đem gì không vậy? Có cái dao nhỏ anh quên đeo dao to rồi. Chút đi, coi tình hình thế nào. Đi vô. Được rồi, kéo một cái là quên, được rồi. Chắc phải cần lấy cái dao bự quá ta. Để tới đây thì tính. Anh lấy cái bộ đồ áo mưa của cha mặc luôn cả nhà. Phải bảo vệ tuyệt đối. Ôi. Mũi hả? Mũi. Rồi nè. Chưa, từ từ. Người ta mấy ai mà những anh chị hay là cô chú gì, những chú mà đi bắt ong mà thấy chồng mình là hơi dẹp luôn, không lẽ nghỉ nghề cho rồi chứ. Thấy là quẩy chờ đậu luôn. Thôi kệ, an toàn là trên hết cả nhà ơi, phòng cháy còn hơn chữa cháy. Vô. Ơi trời ơi. Mất một, da mất rồi. Thấy đường không? Cố lên, cố lên. Ê cái này nó bị hở rồi. Ổn không, ổn không? Chắc không sao đâu. Đây gậy vô. Đó nó lại anh này kìa. Nó thấy mặc bộ đồ lên rồi. Nó biết có chuyện không làm sẽ sắp xin ra. Mình thì sẽ trang bị cái khẩu trang. Mình chỉ một cái khẩu trang thôi. Ồ, mình cũng kéo lên trên. Chưa còn nữa mặc cái quần vô. Trời ơi thấy đổ mồ hôi rồi đấy em ơi. Ơi đây bao tay. Chưa chưa mặc cái quần vô trước á. Bảo vệ luôn à. Nhìn anh mắc cười quá à. Ninja ngoài giường. Cái quần của cha nó hơi nhỏ thôi, xài của anh. Chết rồi, vô được không? Sao còn hồi vô định quần áo mưa nữa đó. Nó chơi chứ hừ thôi. Vô cha mua cái mới. Vô. Đó, cả nhà thấy chồng mình ngầu chưa? Đâu ngước lên ơi. Rồi bỏ cái nón xuống ơi. Đó, này chạy mô tô được rồi. Đi bắt ổ ong từ trên xuống dưới. Đây bao tay nè. Chưa nè. Chùm ở ngoài cái quần đi. Cho nó an toàn tuyệt đối. Rồi nó chung vô được rồi sao? Còn cái thôi, nhét vô đi. Ừ, nhét vô trong đi. Cái chừng nó chung vô được rồi sao? Đây nè, bao tay nè. Nghe nè. Trời mệt quá, chưa đến lấy lấy dừa đầu cá đốt lửa lên cái. Vỏ dừa đâu? Nãy vô nêu đóng vỏ dừa đâu rồi. Hồi lại đẳng rồi đó. Anh bao tay đi. Có gì em quẹt cho. Em quẹt cho. Bà trang bị kỹ càng hết đi. Bao tay vô không? Mệt quá. Mà ra hở không được hả? Chết mà bao tay hơi nhỏ rồi. Bao tay thực phẩm nghe nè. Nóng vô. Bao tay nhỏ sợ tay anh quá. Chết rồi. Được không? Tại cái tay anh ướt á. Cố lên, cố lên. Vì sự nghiệp, vì độ an toàn của chúng ta hãy nông vô. Đừng xỉu nha anh. Trang bị cho kỹ giờ bao tay nó hở một khúc. Được, chụm xuống. Được, chụm xuống đó. An toàn là tin hết.
anh đừng có xỉu nghe chưa bác ông, rồi anh xỉu nó lại kìa, mấy ông nó lại kìa, nó thấy có điều gì đó bất ổn. Rồi, em phải đứng xa 80 nhìn, thước anh đi à. Cả nhà nhìn nè, à, đẹp chưa, thấy chồng mình hôm nay đẹp trai chưa nào. Cậu kia không vô. Đây cộng nữa nè, nè. Rồi ok chưa? Chưa, từ từ. Chúng ta xuất phát được chưa? Chưa, từ từ. Chồng mình thì vậy, còn mình thì mang dép lào đi cả nhà ơi. Trời ơi, đứng không được nữa, gậy sao không? Rồi, đi. Đi nha. Ok, đi thôi. Đây. Đi nào. Bây giờ phải chuẩn bị lá dừa. Đây, để mình quay cái ổ ong cho cả nhà xem. Anh né qua đi. Được không, anh đi cho anh nằm ngay đó kìa. Mình chưa làm gì nó làm gì đụng đĩa tới mình. Đây cả nhà, ổ ong nó ở trong cái... Ổ ong nó ở trong cái lỗ, cái bọng dừa này nè cả nhà. Anh trong đây có bé nào không vậy? Nãy mình quên cái đèn anh. Ừ, nghe vậy sao bữa nay sao nó không thấy cái tổ nó nằm đâu nữa kìa. Chắc hồi nó khoét lên trên quá. Để mình nhìn thử coi. Nó nằm ở đâu nhờ? Chút xíu để anh mở cho xem. Mình không biết nữa cả nhà ơi. Nói chung là nó ở trong cái ổ này nè. Cả nhà thấy ong bay ra không? Nè, ở trên cái lỗ này có ong nè. Đây, trong cái ổ này. Nên cái lỗ dừa này có ong nè cả nhà. Đây, để mình phóng to lên cho cả nhà xem. Đây, những chú ong đang trong cái lỗ. Ê da, em sợ bé Na nha. Không có bé Na đâu. Ong ở bé Na chung. Nhưng mà cái tổ này giờ nó không thấy nó nằm cái đâu. Cái tổ rồi. Chắc nằm tuốt ở trên cái bọng quá à. Chắc phải vô nhà lấy cái dao rồi em ơi. Nãy đi qua lấy cái dao rồi. Đâu giờ anh hông nó trước hả? Giờ anh... Vỏ dừa đâu rồi? Bây giờ lấy cái dao luôn đi rồi hả, làm luôn. Rồi, à, ok. À. Mình đã lấy dao rồi, bây giờ bắt đầu thì mình sẽ mở ra công cuộc tìm kiếm ong nha cả nhà. Mình sẽ mồi cái vỏ dừa lên. À, anh sẽ... Ủa, lửa gì vậy? Hả? Anh mồi cái vỏ dừa. Cái vỏ dừa thì anh đớt vô miếng vỏ dừa được rồi. Đây, một đống vỏ dừa sát theo. Mình yếu tay nghề nữa mà phải chuẩn bị vũ khí. Thôi, thà là vậy đi. Anh ấy rồi, anh hỏi, chết bà rồi. Biết chết rồi. Đổi cái nón vậy rồi, sao hỏi? Đó. Đó, anh Phan đang ung vô cái ổ của nó. Vừa vừa anh nó cháy hơi là nó đã có khói rồi đó. Nó không cháy được, nó chưa cháy được. Anh làm sao mà mình khỏi cầm luôn. Hồi đó thì chưa bắt vậy hả? Chưa bao giờ. Vậy mà nãy không xin anh Tư điếu thuốc. Có biết hút thuốc đâu. Anh ngậm anh phà được mà. Anh đâu còn hít vô. Đó, gà giường của cha lá chuối khô thì lừ mà dám. A! À, kiến lửa. Anh ơi, ổ kiến lửa ở đây nè. Anh có ổ vệ anh đâu sợ. Ừ. Đó. Đốt lên cho khỏi chiều vô. Nó đâu có bay vô không đâu. Nó có bay ra. Mà sao em không nghe tiếng eo ông có của ông này mới hay cũ đây? Anh thấy là đâu một tháng trước, hơn một tháng trước rồi. Hay là nó đi hết vỗ ông mới? Cũng có khi. Có ai đó đã viếng thăm nữa hả? Ai biết đâu. Sao nó không cháy được cà? Ở vô vừa ướt chứ gì. Đó, thời gian anh Khoa anh đốt thì nãy mình bây giờ mình lấy con dao, mình có lấy cái đèn. Mình xịt vô cho cả nhà xem. Ôi, ủa ông thì có người đốt rồi anh ơi. Có hả? Lỡ hang trong đây không à, đen hùi lùi trong đây nè. Là trước kia có người viếng thăm rồi hả? Rồi, có người đốt rồi. Ê, 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 ủa ông to lắm nha anh. Anh. Ôi kìa, thấy rồi. Ông to lắm cả nhà ơi. Wow. Đây, cái này vô đây. Wow, vậy là anh phải dẹt tàu lá dừa này trước. Anh ơi, anh phải dẹt tàu lá trước đi. Đó. Sợ, anh sợ. Rồi, em mày tránh xe ra đây. Anh dẹt tàu lá dừa trước đi, bật cái nón xuống. Bật cái nón xuống. Ok. Bật cái nón xuống đi anh. Ok. Bật cái nón xuống. Anh sợ quá nè. Ngập thở quá. Trong khi ảnh thì đồ bảo hộ quá trời, còn mình thì vậy nè. Còn mình thì sơ sài vậy nè. Để mình bắt cái đèn lên để mình xịt ống ong cho ảnh. Xin cẩn thận nha anh. Okay. Rồi anh dẹt cái, em quay cho cả nhà xem cái ống ong cái. Đây cả nhà. Để mình bắt cái đèn lên. Đây cái ổ này cả nhà ơi. Đây. Đây cả nhà. Cái ổ của nó nè. Đó, ổ ong to chưa? Ổ ong siêu to luôn nè. Ổ ong này là ong mật nha. Phải ong mật không anh? Ong mật á. Mẹ thì sợ ong lỗ, nhưng mà cái này không phải, cái này là ong mật. Đây là ong mật.
Em chạy nha. Ừ, đi đây, chích xe nha. Cẩn thận đó anh ơi. Em sợ lắm. Mình nhốn nháo rồi. Nhìn sao ơi, nó bay ra rồi kìa anh ơi. Nó đứng sang ở đây. Nó có khói rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Nãy ông nhìn theo cái cây gấp thang. Anh đút cái lá dừa vô đi. Anh lấy bao tay cầm. Ừ. Sao nãy không tùm cái nón lên anh? Ê nó bay đi rồi mình bỏ đi. Hồi mình lại mình lấy ảo. Nó túa ra kìa cả nhà. Anh ơi quạt. Ôi anh gan quá à anh ơi. Chết rồi nó bao vây anh ơi. Bỏ đi đi. Bỏ đi đi. Cho nó đó đi. Ủa cái ổ bự lắm á. Ba miếng luôn. Ba tổ dính với nhau luôn. Anh quá mệt. Anh quá mệt xong anh cởi ra. Không sao nha. Không sao nha. Thôi đi ông mệt. Ông mệt, ông mệt. Sao? Nó túa cái ông ra kìa. Rồi giờ anh sẽ vô anh thẻo cái mặt nó ra. Chưa, từ từ cho nó bay đi. Nó đâu có bay hết đâu. Em sợ quá đi, nó đang bay ra kìa. Anh quạt là nó bay ra đó. Dạ vô, đừng cho dừa cũng lên đầu thôi. Cẩn thận cái tay kìa, cái tay nó lòi ra kìa. Vậy thì là an toàn rồi, nhưng mà mình sợ thôi. Ê, nó cháy vô ông anh ơi. Anh ơi, nó cháy vô ông. Em cháy được. Ủa, ông to quá kìa. Ý, em không dám đứng gần. Em đứng xa thì được rồi. Cẩn thận nha anh. Cái chừng nó chung vô cái nón nha. Anh ơi cái áo mưa không sao nhét vô. Cái áo mưa không sao nhét vô. Quá vô quần luôn đi. Nhìn anh mắc cười quá. Em không thấy thấy không? Em gọi đèn cho. Anh ngồi xuống là anh cắt được chứ gì. Còn gì chặt anh? Được không? Cái này cũng có người chặt rồi nè. Đúng không? Ừ. Cực quá anh. Anh ơi đi đi một hồi rồi lại nữa. Anh đi đi, ông nhiều quá à. Không sao, bích rồi. Đi đi anh. Em sợ quá à. Ê, nó chui ra ở trên kìa. Anh thì bích chịch còn em nè. Sao em nghi ngờ em quá. Em đứng sang đây. Ôi ông nó vô chồng mình quá trời cả nhà ơi. Nhưng mà anh bịt kính mít rồi anh không có sợ. Ở trên nó tủa ra ở trên kìa anh. Nó bị ngạt khói. Còn không? Anh thẻo đi rồi đi. Lấy dao nhỏ. Ok. Anh ơi sao em quay được? Sao em dám vô? Có mệt không? Ơi. Không có mệt. Bỏ vô luôn đi. Bỏ vô thôi. Ngồi coi. Có chừng tú có tên á. Cẩn thận nha. Ôi ba tàn luôn. Có chừng anh đi làm cục mật cướp lại á. Thôi hay là mùa này không có mật. Mật nằm cao ở trên hay sao á. Anh đưa tay lên hết luôn coi. Ủa ông dài dữ hả. Thôi anh ơi nguy hiểm quá à. Ơn sau lưng nó lòi kìa kìa anh à. Ơi nó bù em rồi. Ê em lại đứng gần cái miếng vỏ dừa đó này. Anh còn chừa cho mình một miếng vỏ dừa, lỡ nó có bù mình thì mình vẫy cái này gì nó sẽ không lại gần mình được. Có khói nè, nó sẽ không lại gần mình được. Có mệt không? Không có mệt.
Ồ, hồi nãy mẹ nói chừng qua gầm qua trăng rồi nó không có mệt. Em bị kiến lửa cắn. Ủa không cao dữ rồi anh. Ủa mày lâu đời lắm rồi nè. Ủa sao không gì không có mọt gì hả? Có con không có mọt. Em nghĩ nó tuốt ở tên quá. Được không? Ha bỏ. Đấy. Ra háo ra háo ra. Ra khỏi lời. Ủa nuôi ong trong đóng bảo hiểm. Nó có cắn không? Không. Đây qua khói rồi nè. Tháo nó ra đi. Tháo nó ra nha. Đi mà tự nó ra gì? Tháo nó ra ha. Còn con ấy không? Hai con. Tháo nón ra đi anh. Tháo em tháo cho. Nè, uống ra để anh gỡ ạ. Nó đâu? Sao nó vô được ta? Nó đâu? Ba hả? Sao nó vô được? Thôi nghỉ đi, không có mập thì thôi. Buồn quá. Ổ quá trời bự mà không có mập. Nên là nó nằm tuốt tên, em thấy ông nó tuốt cái tên nhiều lắm. Ừ, nó nằm cao lúc ở trống ở trên luôn. Nhưng mà sao cả. Thôi bỏ hen. Nói nó tên tên lóc luôn á. Cao dữ lắm luôn á. Ủa ông này từ đời nào á. Cả nhà thấy anh coi anh bước ra một thao luôn rồi nè. Mà chưa đụng mọt nữa tại vì nó quá, ông ông nó quá dài. Ê! Nó bu em. Mỗi lần mình lấy mình xách theo miếng vỏ dừa vậy nè, có khói nó không có vô được. Sao vậy? Còn con hả chồng? Dạ vâng. Còn không? Ảnh rủ mình á, bắt á, mà mình sợ dữ lắm. Mình ra thôi, mà ảnh thôi đi bắt đi, ảnh cũng khoái bắt cái này nữa. Mình sợ gần chết vậy á. Cuộc chiến tổ ong của hai vợ chồng mình sắp bất bại rồi cả nhà ơi. Tại vì cái ổ nó quá to luôn. Ổ này là không biết bao nhiêu lâu luôn rồi nữa. Nó quá to luôn rồi. Giờ anh quá à. Anh châm lửa anh đốt luôn rồi. Cái mấy cái chỗ mà mấy cái chỗ mà anh chặt anh cưa rồi giờ nó xì xối ra cái đó kìa. Nó quá là nhiều luôn rồi, nó cao lắm. Nó cao lắm, nó lên muốn tới đọt dừa luôn rồi cả nhà ơi. Bây giờ không thể nào mà lấy mật được. Cái khúc mật là nó quá sâu ở trên này. Cẩn thận anh ơi. Được một thao. Một đống này mà một đống ổ không à, không có mật. Ơi ông này có mật nha, tại vì nó quá cao nha. Chứ khúc này có mật nè. Nè, còn mật nè. Ủa ông này là bắt được khúc trên là mật dữ lắm, mật luôn. Thấy lộn xộn trong này. Ủa ông đè mật nè, mật tùm lum cái ổ luôn nè. Vậy anh khoa anh đang đốt. Anh đang hui nó. Làm ông hui. Anh vẫn không bỏ cuộc cả nhà. Anh sẽ quyết tâm anh bắt nó. Đây cả nhà, sau một buổi thì anh Khoa anh đã đốt về những ổ ong ở trong đây, nó đã tàn rụi luôn rồi. Và có những cái xác ở trong đây luôn nha. Bây giờ là hành mật ong nướng luôn rồi. Không biết có mà không biết có mật không nữa. Bây giờ là ổ ong nướng tuốt đi. Dít ra thử nha. Được không anh, coi chừng ong nha. Giờ anh đã bỏ nón luôn rồi. Nhưng mà ong thì nó vẫn còn bu nè. Dần ông nó hết làm gì rồi. Cẩn thận nha. Đi, hành ông nướng hết rồi. Ôi. Ủi. Mọc đâu? Đâu có mọc đâu anh. Oh no.
Oh no 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 no. Có mật mấy xíu à, chắc nó hút đi hết đâu á. Wow wow. Cái ốc cái dừa này nó ăn rất là sâu luôn. Giờ mình chúng ta đang ngồi chịu trận mấy con ong luôn nè. Có không anh? Ủa nó sâu dữ vậy ta. Sâu dữ rồi liệu có mật chân. Sâu quá, nóng hả? Không có nóng. Ui. Ủa nó cháy hết rồi. À không lẽ mật ong cháy hết rồi. Sao mà sâu dữ vậy nè. Lấy đồ môi ra. À mà chứ nó ở từ lâu đời lắm rồi. Có không? Con tình đốn cực khổ. Mệt xỉu vậy. Không như không có mật luôn. Ôi rồi không có mật dính luôn. Dính cái da hơi hơi à. Lấy da anh thọt thẳng vô đó thôi có mật ra thôi. Thôi khô queo rồi anh ơi. Ôi buồn tình luôn. Rồi thế là thất bại cả nhà ơi. Ông nó bu quá nhiều rồi anh ơi. Thôi bỏ đi. Bỏ tao nó còn sống. Chạy. Thật là buồn. À thật là buồn quá đi cả nhà một ơi. Một nói là đi bắt luôn. Đã coi. Bắt đuông luôn hả? Đây. Có cán đuông. Trời ơi. Bắt ăn xong rồi bắt đuông rồi. Cán đuông mất luôn rồi. Đuông mất rồi. Đi. Không phải. Sao không? Bắt ong xong rồi hành bắt đuông luôn nữa. Cây này chắc lâu rồi, chắc đâu. Lâu rồi, đuông đi hết rồi. Đây giờ có đuông là thành đuông nướng hết đó. Mình vẫn đang đuổi ong cho ăn. Thôi đi vô, rồi, xong rồi, không có gì cả. Ê anh, cái cây này sao em thấy có lỗ vậy? Ôi, cây này có ong gì phải, đây nè. Ê đừng có nói, tới công chuyện nữa. Cái cây này cây dừa còn sống mà. Kìa. Oh no. Wow. Dễ nản rồi. Ở đây lại một ổ. Ôi, ổ này to vậy. Dữ hơn ổ nãy nữa. Ổ này quá to luôn. Mệt quá. Ổ này có mệt không anh? Không biết nữa. Thử nữa không? Giờ mình thử mình dục vỏ dừa vô cái mình bứt một khúc thôi. Không được thôi. À giờ thì anh Khoa anh đang chiến tới cái ổ thứ hai cả nhà. Anh tính từ bỏ nhưng mà cuối cùng là hai vợ chồng mình quyết định là sẽ chiến tới ổ thứ hai này thử coi coi có mệt không. Giờ mình bỏ vô xong rồi mình bứt cái đó thôi. Có mật thì có, không có thì thôi. Chứ cây dừa này thì nó cũng còn sống mà. Với lại mình cũng hơi đuối rồi. Cho nên là không có quyết tâm để đốn cây dừa nữa. Chết ngồi nóng cái đường rồi. Hả? Nó tối quá anh không thấy rồi. Cố lên. Được không? Không được thì bỏ nha. Nó cũng hả? Mấy dao bỏ rẳng rồi. Nó cũng bu em tùm lum rồi. Lấy cho nó cây được không? Này để em để em lấy. Dao nhỏ dao bự. Bự hả? Lấy con dao. Dao đâu anh? Thấy rồi. Nó còn bịch kín người mình không bịch luôn. Đi ngang ổ ong như là một trò đùa á. Nè anh. Nó sẽ rút lên tên. Nó sẽ vừa thì đem có nha. Được không? Nè nè anh. Em là ơi ổ ong này có mọc nè. Hả? Ong mới. Nè 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 anh. Anh ăn cái miếng này thối hơn nè. Được rồi, có ăn được rồi. Ổ ong này mới nè. Mà có mọc không? Mọc là lấy ra hết rồi em ơi. Tùm lum hết rồi hả? Ổ ong mọc giống như là ổ tinh cây. Này tới 3-4 ổ luôn kìa. Anh dít nó xuống nè. Có không? Nè nè nè, cho anh cục khối nè. Cho anh thêm cục khối nè. Nè, cục khối của em nè. Được rồi, cái nào cái này cũng khối nhiều lắm. Cái đó không có khối nhiều bằng cái của em. Chậm nguyên cục luôn. Trên quạt gì không có khối gì vậy? Đây có mọt nè, mình đút ở trên á. Thôi bỏ đi, nằm trên đó thì bỏ đi. Nhà ơi, có thấy ai liều như mình không?
chồng mình thì bảo vệ vậy, còn mình thì đứng sát bên gì luôn, chơi lớn luôn. Anh Khoa thì anh có bao tay cho nên là anh thò vô được. Ê mày đừng bu tao. Được không chồng, bỏ đi. Ôi ơi, cái tổ ong nó dài thôi, bỏ đi anh ơi. Chạy đi. Bỏ đi anh. Chút nữa. Em liều em đứng đây luôn á. Anh liều là em liều à. Liều ăn nhiều. Em sợ quá nè, nhưng mà em vẫn phải đứng. Đúng là theo cả nhà thì thấy là cái tiết mục này là hai vợ chồng mình có thật sự mạo hiểm hay chăng. Dạ em không còn miếng khối nào luôn á nha, em đứng không luôn rồi đó. Anh mới cho mình một miếng khối cho nó đừng có bu người mình. Mình phải quơ vòng người mình. Có khói thì nó sẽ không bu mình được cả nhà ơi. Anh ơi thôi bỏ đi anh ơi. Giờ cái ham mình giờ là hồi nãy thì không chịu mà giờ thì cứ đứng đó hoài. Có mệt không đứng hoài vậy? Rồi chạy. Thôi bỏ đi, chạy đi, đương dao đi em. Dương dao đi em. Rồi. Thôi đi, nó bu anh dữ lắm rồi đó. Chạy thôi. Đây toàn là ổ không thôi, cái ổ rất là to luôn. Cái ổ này khúc tên là mọc nhiều lắm luôn à anh. Nhưng mà từ bỏ. Tại vì ổ ong này là ổ ong mới nè cả nhà. Ôi mọc á. Đây, mọc ướt cái này luôn nè anh. Có mọc không? Mọc nè. Đó. Ôi mọc ướt luôn cả nhà. Nhưng mà sao mình lấy được nào quan trọng. Ăn. Mình ăn khúc nào có mọc thì mình ăn khúc đó. Wow, cái ổ con này là. Ê, mày đừng bu tao. Tao cũng liều mạng lắm á. Đây cái ổ này là ong con. Wow, mấy con ong con này ginh vô câu cá gô là hay luôn. Đúng rồi. Giờ cho nó ăn xí khối đi. Ây da da da, nó quấn em. Hai vợ chồng mình là đúng liều luôn á. Nãy mình đi vô mình lấy dao á, cái mình đi bộ hết nổi. Từ nhà ra tới đây đi hết nổi, phải lấy xe chạy ra luôn. Thêm vỏ dừa không? Mình ginh một bao. Mình ginh hẳn một bao vỏ dừa luôn á. Ôi tự nhiên đi bắt một ổ đâu rồi ra được hai ổ luôn. Bây giờ mình túm mình đi chỗ khác đi, ở đây hoài nó bu hoài à. Nhưng mà mình ginh đi thì mấy con này sẽ đi theo mình. Anh ginh qua đây anh giấu anh không cho nó phát hiện. Trời tội nghiệp chồng mình quá. Ướt mồ hôi trơn, cởi quần ra đi. Ê kéo luôn. Bậy à nghe. Dịnh lại. Được không? Để em đi qua bản em lấy cho. Được không? Để em qua em thấy cho. Để mình bắt một cái cây cầu. Bắt cái cây cầu thật là nguy hiểm. Nhưng mà mình vẫn đi được. Ê. Đây đừng thấy. Hãy chụp nha. Rồi. Huy. Rồi mình sẽ xách cái ao này mình chạy thôi. Dễ lắm anh. Giang nè nè nè. Ui da, ai da. Wow, đó hai ổ ong thật là to luôn mà không có miếng mật nào, mình buồn quá đi. Anh Khoa anh đang thổi khói vô đặng cho mấy con ong nó bu cái tàn của nó bay hết cả nhà. Anh sợ nó hút mật ngược tới vô. Mình không giữ nó hút hết mật lại. Ngộ vậy hả? Em mới biết, còn anh nói em mới biết luôn á. Cái ổ nãy mình lấy chậm mới cũng có phần, một phần là do nó hút mật lại. Ngộ vậy hả? Động nó là nó hút mật ra. Ngộ vậy hả? Khô mà ta. Khô mà ha. Nhưng mà nó hút xong rồi chết hết rồi. Nó cũng có được gì đâu. Ui, trong đây nó còn chốt này nhiều lắm nè. Cái ổ nó hút quá nhanh, cái ổ này ổ sau nè. Mình hút nó quá nhanh nè. Không kịp chớ tay. Nhưng mà nó làm cái tàn này là lâu dữ lắm, lâu rồi đó. Ở bên này không có con gì nhiều hết. Ở ơi, ong ở dưới kìa anh. Nó còn núm ở đây nè. Anh hỏi nó đi. Rồi quá trời luôn, cái này mà có mật hết là phê luôn cả nhà. Cái khúc trên là mật dữ lắm mà không lấy được. Cái ổ sau là khúc trên ong dữ lắm. Tại vì em biết sao, em nhìn vô em nói ong còn không.
Tại vì con nó còn nè. Nó phải có mật để nó nuôi con. Cái ổ kia thì nó quá đen rồi, còn ổ này nó còn trắng nè. Cho nên là nó sẽ nuôi đi, con nó. Thì bắt ong không bị ong cắn mà bây giờ mình bị kiến vàng cắn à. Kiến vàng đâu sợ khói đâu. Mình đi làm một chiếc dừa cho mát đi rồi mình đi vô. Ok. Vườn dừa mà. Vườn dừa bao la mà thì uống dừa thì cứ uống thì chặt thôi. Thời gian anh Khoa anh đi chặt dừa anh uống thì mình đã phát hiện ra cái cục này nó có mật nè cả nhà. Thì mình sẽ thử nha. Mời cả nhà một miếng mật ong. Mật ong không khói. Bao nhiêu công sức của hai vợ chồng. Nó ngon anh. Ngon lắm. Ngon lắm. Mật đặc kẹo luôn á anh. Mà nó hơi mùi khói lắm nha. Nó rất là hơi mùi khói nha cả nhà. Đây cả nhà mật nè. Mật ở đây nó ướt luôn nè. Đó, mình quay cho cả nhà xem. Mật ống ánh nó tông từng cái ấy luôn. Nó không có một cục mật. Mà này là mật của nó. Mình bước được khúc này nó cũng còn mật luôn nè. Wow, đã quá đi. Mình mới thử một miếng thật là ngon luôn. Mình chừa một miếng cho anh Khoa một hồi anh ăn thử rồi. Hầu như mật là nó rải rác khắp nơi luôn á. Ở đây cũng có nữa nè. Cái chỗ ống ánh này là đều là mật hết. Đây bên đây cái tàn này cũng vậy. Mỗi nơi một chút. Mình giờ mình không biết làm sao để mà mình ăn hết được cái mật này nữa. Đây cái tổ bên đây cũng vậy nè. Nó ở từng nơi. Mình không biết làm sao mình dắt được nữa. Mẹ mình mới nói là tưởng đâu bị ông quýnh hai đứa xỉu rồi này hoài không thấy vô. Mình đi nãy giờ chắc 2 tiếng rồi á. Đi kiếm mà đi hụp lá vậy nè. Coi nằm đâu rồi. Ừ, coi sợ nữa. Có gì đang la lên nữa. Nè bắt được nè mà không có ông. Đó cái dừa anh Khoa anh đốt đó mẹ. Đó không phải ổ ong bự lắm mà nó tút ở tên đọt luôn rồi. Anh Khoa anh đốn luôn rồi cây kế bên cũng có luôn mà nó sâu quá mẹ không được ăn mật nè mẹ ăn mật mẹ vô không một khúc mật đi một khúc mật luôn nè đấy thôi ở đây đi ở đây cho vui bây giờ nó già hết rồi anh Khoa anh giục dép luôn tội nghiệp chồng con quá già mẹ ăn ha con cắt này nha nè cắt cho mẹ ăn miếng đi anh. Ôi tay cái này là mật bích nè tay chân đen lùi lùi luôn rồi. Cái kiếm mà còn sợ nữa. Wow, cả nhà ơi, mật nè. Mật hay là ông lỗ nữa. Mẹ mình sợ ông lỗ, mẹ mình sợ bị đánh. Ai cho mẹ một miếng nè. Đi mà còn hụp lá nó sợ chết. Thôi mẹ ăn thử rồi. Mật ong thiệt. Mật này là mật kẹo luôn rồi nè. Mật là mật thiệt đó. Mật này là mật ong thiệt nha. Ủa nó ngọt. Quá ngọt. Đã không? Quá ngọt luôn á. Cục mật cái này, đây cả nhà mình quay cho quá. Cả nhà xem nè cục mật nè đó mẹ mình cắn một miếng là nó tươm ra luôn ha mẹ. Ừ, mật có tươm ra luôn nó kẹo này. Luôn á nó nhiễu bụp bụp luôn. Ủa mẹ ơi ông con mới bắt tên đổ xuống luôn á mẹ nói mật thiệt á. Tại vì mình mua của người ta thì mình biết thiệt giả nhưng đúng mà rồi. Thì chắc chắn là thiệt cái này là chắc chắn 100% mua mỗi lần mình ăn ăn thử miếng đi anh chút đi ăn. Hả? Dạ ăn chưa ngon đâu. Cho em ăn một, không? Cho ăn một xíu xíu thôi. Đã không mẹ? Rồi mẹ mình đứng ăn miệt mài luôn. Ừ. Hồi nãy trước khi con đi là bó dặn á, Út sao nhớ Út ganh mật kêu cho con ăn với nha. Đây. Cảm ơn anh. Đây cả nhà. Mật nè. Đây cả nhà mật nè. Mật cả nhà thấy không? Tợ cái móng tay mình môi ba cái ổ ong với cầm ba vỏ dừa. Đây cả nhà mật nè, đã chưa? Ôi, ống ánh luôn. Mình tưởng là mình thất bại cuối cùng cũng có mật ăn anh. Nhiều lắm chứ bộ. Nè, nó mọc đây nè. Anh, mẹ, anh Khoa anh mới nghiên cứu á mẹ. Một chỗ nó không có ong, nó không có mật như là nguyên một ề giống như tinh cây. Mà nó từng lỗ mẹ thấy không? Anh Khoa anh nói chiều anh đi mua cái ống chích vậy anh hút. Hút mật. Hút mật á mẹ. Cái này không biết sao nó già quá rồi. Dạ, ổ nó bị già. Ủa, kế bên mình vẫn còn để miếng khói luôn. Rồi, mời cả nhà một miếng nữa. Nãy mình thử miếng rồi, giờ thử miếng nữa. Ăn đi, còn nhiêu anh ăn. Em ăn miếng nữa đi. Rồi mẹ chạy đi. Mẹ mình không có biết chạy xe, cả nhà mình nói hay không. Ê, cái máy chụp hình nha mẹ. Để con lấy cái máy ra. Mẹ ơi, cái máy ơi, mẹ ơi. Ôi, quá trời mật luôn. Ảo à, mật mà mình bắt xuống mình ăn liền vậy nè. Còn mật mua mình không có.
Thường không có yêu sâm lắm. Cuối cùng thì mình cũng đã có mật ăn, mình tưởng đâu là thất bại rồi. Trời ơi nó ngon. Cuối cùng là hai vợ chồng vẫn không bị sao nha cả nhà. Ông thì cũng không đã đánh nữa, nó bu mình không mà, chứ mình không có bị quýnh. Hai vợ chồng rất là vui vui luôn. Nó bu bít người luôn. Anh Khoa anh lại nó có mùi mật của nó, xong rồi nó bu bít cái đầu anh luôn, rồi lại mình không khói cái nó đi hết trơn. Mẹ kể vô đi. Để anh dọn đường em né né xa ra. Mẹ nghe ghế mẹ nói không, né xa xa ra. Dạ. Không, đi chú. Xe cha mẹ hỏi xe gì. Đang để số 1 á. Hồi nãy em để số 1 hay gì mà. Để số 1 đề lên cái, nó giật cái mẹ mình vô tới nhà luôn. Rồi chạy đi mẹ. Mẹ ơi nhớ né ha mật ong con ra nha. Chạy đi có đâu. Vườn nhà mình mà. Rồi dẫn ra lại đi nha. Anh gậy số 4 cho mẹ. Số 4 rồi. Rồi chạy đi. Xe đạp điện nha mẹ. Xe đạp điện mẹ chạy được mà. Lên ra đi mẹ dặn lên. Anh đổi nón vô cho mẹ. Cô bói mình nó ra tới nè, nó đi kiếm bà ngoại nè. Số 4 gọi á, vô số 4 gọi anh. Bói bói lại bà ngoại chở vô con. Bói bói lại bà ngoại chở vô con. Bói bói lại bà ngoại chở vô con. Bói 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 ơi lại ngoại chở vô nha. Mẹ mình đây là mẹ mình cho mẹ mình tập chạy đó, chạy được rồi mà giờ tập chạy lại đó, mẹ mình chạy bị té không dám. Ủa chạy còn ngon lành chứ bộ. Mà chạy thua con bói rồi. Ngon quá, bói chạy nhanh quá. Bói chạy nhanh hơn. Nó né rồi. Né đâu dữ vậy? Né đâu dữ vậy? Nó né. Bà ngoại chạy mà nó né cỡ đó đó. Bói, sao con né bà ngoại dữ vậy? Chạy ra đây. Sao né bà ngoại dữ hả? Bà ngoại đi vô tới nhà kìa. Ủa kinh mật ong đi cho con ăn ha. Và cuối cùng anh Khoa anh đã chất lên một hao luôn rồi cả nhà, đây em cầm cho anh đồ lại, ha. Thôi bây giờ hai vợ chồng mình sẽ vô và nghỉ nha cả nhà. Mình ghi cái số mật ong này vô cho cô bói ăn. Cô bói ra đây ăn nè con. Hay vô nhà ăn. Vô nhà ăn ha. Dạ ha. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ vô nha cả nhà. Wow, một thao một luôn. Một thao luôn mà mật thì không có nhiều hết. Nó lại chạy vô nữa rồi. Thôi hai vợ chồng mình cũng mệt luôn rồi, hai vợ chồng mình xin kết thúc video tại đây luôn nha cả nhà. Một video khám phá gì mạo hiểm hả? cũng đã thành công, không có bị gì hết nha. Quá là thành công mỹ mãn và cũng có mật để ăn, gọi là quá thành công luôn rồi. Đi bắt ong mà bị kiến cắn rồi cả nhà. Thôi hai vợ chồng cả nhà đã xem hết video hai chồng mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai chồng mình trong những video tới. Hẹn gặp cả nhà ở những video sau nữa nha. Mong cả nhà luôn ủng hộ kênh của hai vợ chồng mình. Còn bây giờ thì bye bye, bye cả bye. Nhà. Hết tay rồi cả nhà ơi.